Bài 9, định dạng trang chiếu. Trong bài 9 này, gồm các phần sau. 1. Màu nền trang chiếu. 2. Định dạng nội dung văn bản. 3. Sử dụng mẫu định dạng. Phần 1. Màu nền trang chiếu. Màu nền các trang chiếu của PowerPoint, mặc định là màu trắng. Tuy vậy, em có thể đổi màu nền hoặc mẫu nền có sẵn. Để tạo màu nền cho trang chiếu, em thực hiện các bước sau. Bước 1. Chọn trang chiếu. Bước 2. Mở giải lệnh Design, chọn mũi tên, bên phải nhóm lệnh Background. Bước 3. Chọn Solid Fill để chọn màu đơn sắc. Bước 4. Nháy nút mũi tên tại mục Color để chọn màu thích hợp. Bước 5. Chọn Apply to All. Sau đây là đoạn phim minh họa thao tác. Ngoài chọn Solid Fill, em cũng có thể chọn các mục khác để tạo nền cho trang chiếu. Sau đây là đoạn phim minh họa thao tác. Hai, định dạng nội dung văn bản. Ngoài tạo màu nền, em còn có thể định dạng, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, căn lề cho trang chiếu. Các thao tác định dạng này giống Word và Excel, nên cô sẽ không nói chi tiết mà. Em hãy xem các thao tác minh họa. Ba, sử dụng mẫu định dạng. Quay lại phần tạo nền, nếu em không muốn sử dụng nền là các màu như phần 1, em có thể sử dụng các mẫu định dạng có sẵn. Các bước áp dụng mẫu định dạng có sẵn.
Bước 1, chọn các trang chiếu cần áp dụng mẫu. Bước 2, chọn giải lệnh design, sau đó chọn mẫu thích hợp. Sau đây là đoạn phim minh họa thao tác. Ngoài ra, em có thể chọn nền bằng cách sau. Vậy là em đã biết cách tạo nền và định dạng văn bản của trang chiếu. Bài 9, đến đây là kết thúc. Dặn dò, em xem và ghi bài đăng trên web trường, siêu tầm hình ảnh về thắng cảnh mà em đã làm ở bài thực hành 5 để chuẩn bị cho bài thực hành 6. Chuẩn bị bài thực hành 6, thêm màu sắc và định dạng trang chiếu.